cuộc sống hồi đó tới giờ. Dạ. Có chồng có vợ rồi, có con có cái rồi, nuôi con nuôi cái rồi. Bây giờ ổng chết rồi, ổng bỏ rồi nuôi. Giờ nó đi hết rồi. Giờ con nó cũng không có gì à. Với con nó cũng không có gì à. Hôm mà cậu qua đây tới giờ nó không có điện, có gì hết. Hồi đó giờ con ở Hòa Vang nha. Con và ba có kho thịt như Hòa Vang không? Con nó có kho không hả? Dạ. Không. Mấy chục năm luôn. Con kho ên ăn không? À, bà vậy hồi nào giờ? Rồi lúc rồi con bà ba còn ở chung bà ba, nó có lo kho cho bà ba không? Đó, hồi trong lúc ở chung á, tôi kho cho nó ăn đó. À. Đó, giờ nó đi hết rồi, tôi kho ên không? Dạ. Tôi ở mình ên mấy chục năm rồi, 80-90 năm rồi. Dạ. Ở mình ên không à? Câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa quý ông bà cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại tỉnh Sóc Trăng và ngồi kế bên Nghĩa đây là bà ba đây cô chú anh chị. Bà ba là 88 tuổi đúng không ông bà? Bà ba 88 tuổi. Hôm trước con có lại đây con quay một nội dung video rồi đó, bà ba nhớ con ha. Dạ. Là bà ba có 10 người con mà 3-4 năm nay cũng không có về cô chú anh chị. À, trong nội dung video trước thì bà ba rất là trông những người con về, dù chỉ một ngày hai ngày thôi cũng được nữa. Đúng không bà ba? Không, trông một lần. Dạ. Con hỏi bà ba mấy ngày nay bà ba khỏe không? Nó trong mình nó hơi mệt. Phải. Trong mình hơi mệt. Bà ba có uống thuốc gì không? Uống thuốc á. Dạ. Uống thuốc rồi cho. Rồi giấy thuốc mà tay rồi đó. Dạ. Đó, uống thuốc. Dạ. Uống thuốc á. Bà ba ăn cơm ngon không? Ăn cơm nó ăn thì nuốt vậy chứ ăn không ngon. Không biết ngon bà ba ha. Ngon. Từ bữa con xuống con ghi hình nội dung bà ba vậy đó, rồi con bà ba có gọi về bà ba hay như thế nào không? Không. Không có người nào gọi về hết? Không. Dạ. Không có người nào gọi hết trơn không? Dạ. Là cũng như 3-4 năm rồi bà ba ha. Bữa nay con xuống đây con đem quà cho bà ba rất là nhiều của quý ông bà cô chú anh chị gửi cho bà ba. Đặc biệt là chị Thúy ở bên nước Mỹ đó, rất là thương bà ba. Có mua cho bà ba, nay con ghé con mua cho bà ba mùng mền rồi nè. Mùng mền, chiếu gối, bánh rồi này kia. Nãy có nói. Nãy con để cho bà ba kết nối với chị Thúy để bà ba nói chuyện chị Thúy đó ha. Còn với là giờ đặc biệt thì hôm nay con xuống đây đó, con kho cho bà ba nồi thịt. Nồi thịt kho. Bà ba vui không? Vui. Hôm nay nãy giờ chú Bảy chặt dừa cho bà ba đó. Để về nuôi ở kho ên được. Kho ên được không? Được. Kho ên được. Cháu quá vậy. Rồi, con không yên tâm. Con muốn kho cho bà ba vậy đó. Giống như mấy người con bà ba về kho bà ba vậy đó. Rồi. Bà ba chịu không? Chịu. Cũng được. Rồi. Dạ, con muốn kho rồi, kho chứ. Bây giờ con nói bà ba xuống dưới con rửa thịt, ốp thịt rồi này kia để con thao sẵn vậy đó. Rồi bắt nước gì này kia lên thì xong đó mình để cái nồi thịt lúc mà chụm lửa để thịt thịt đó để lên con thay lại mùng mền chiếu gói cho bà ba luôn. Làm mới lại hết. Bữa nay con ra riêng lại cho bà ba. Quý ông bà cô chú ra riêng chứ mấy con nghe con đại diện. Nhưng mà có một cái là nhà bà ba quá trời nực. Con ngồi đây con mồ hôi nè cô chú anh chị đổ ra nè. Hôm nay thì chị thấy cũng tặng cho ba cái quạt nè. Để con mở lên luôn nha, mình test quạt luôn. Nãy có vậy có nói nữa. Chị kêu con mua cho ba cái quạt đứng. Quạt
Hồi nào giờ bà ba không có quạt hả? Không. Rồi ban đêm sao bà ba ngủ bà ba ơi? Ngủ đại á. Vậy là tới khuya bà ba mới ngủ được á? Ừ. Tới khuya ngủ mới được rồi. Không có quạt có gì hết chứ, hồi nào tới giờ không có quạt. Tối chung vô mùng ngủ rồi thôi. Không có quạt, có gió gì hết. Cứ ngắt nhiều quá. Ngắt rồi. Sao nó không xây á? Mày xây đại xuống đó. Mày xây cái nồi đó, xây vô, xây ra. Chào bà ba. Chào bà. Mát không? Mát. Mát rồi. Quân đêm bà ba bắt quạt lên bà ba ngủ. Hầm quá sao ngủ được. Có khi giờ bắt, có khi không bắt. Sao vậy? Sao không bắt? Sợ hao điện không bà ba? Không có, không phải đâu. Có khi nực rồi bắt lên quạt. Dạ đúng rồi. Mà hồi nào tới giờ mà không có quạt. Không có quạt á. Dạ. Chúng vô mộng ngủ rồi răng lộn hồi rồi, tới khuya rồi ngủ à. Dạ. Yeah. Hôm nay chứ... có chị Thúy cho thì bà ba xài đi. Để hồi con thiết kế ổ điện đâu đó bà ba chỉ cắm đó, tối ngủ đó thôi. Hoặc là đem ra đem vô đó, giờ ra gì vô ban ngày ở đây ngồi cũng được. Dạ. Được. Mát ha. Mát. Mát cho không. Giờ con nè, đi xuống bếp đi, con với chú hai rồi chú bảy đồ kho cho bà ba ăn nồi thịt này phải ba chú cháu con kho mới được. Ừ. Nãy giờ chú bảy chặt dừa rồi. Ngồi chú hai luộc trứng rồi nè. Bà ba thấy không nè, quà nè, hôm nay để con nho ăn hồi con rửa cho bà ba dùng nha. Con có mua cho bà ba bánh bông lan nè. Mềm mềm dễ ăn. Cái này nho. Dạ. Tại hổm bà ba nói bà ba bị tiểu đường đúng không? Ừ. Con chị dặn mua xoài, con không dám mua xoài sợ đường nhiều quá. Với thịt nè. Trời ơi, mua thịt kia mà. Bà ba thường ăn thịt không? Ăn ha. Vậy bà cháu mình xuống bếp ha. Đi. Vậy tôi xuống rồi. Bà ba xuống con mới biết cái nồi để đâu bà ba. Bà ba, hổm con quay á, con thấy bà ba như chiếu bà ba giá chân vậy đó hả? Rồi bà ba cột vô đó chi vậy? Cột cho chắc, đừng cho nó xúc. Cột cho nó chắc lại. Ừ. Chắc chưa nghĩa? Dạ. Chắc là chưa? Dạ chưa. Cho nước rửa đâu chị ba, nước rửa. Nước rửa ngoài à. Nước mà trong lưu quá cậu Trư. Bà ba bắt con nồi nước đi. Ừ. Luộc trứng trước. Ừ. Cái nồi đâu bà ba? Để tôi kiếm cái nồi. Bà ba có nồi cơm điện này ha. Ừ. Nãy con sợ bà ba không có. Bữa nay bà ba ăn cơm với gì bà ba? Bữa nay bà ba ăn cơm với gì? Ăn này nè. Trời ơi, con mượn. Ừ. Bà ba ăn cơm với này hả? Ừ. Cái mai giờ mới ăn. Ủa rồi hổm có cô chú Mạnh Thằng Quân cho tiền bà ba nhiều rồi sao bà ba không mua gì ăn? Có mua mà ăn hết rồi. Có mua kho ăn hết rồi. Bà ba xích vô cho chú vô. Mua đồ ăn đi gì ơi. Mua ăn chị ba ơi. Mua trời ơi bà ăn này nè chú. Trời ơi. Ăn này bệnh á. Ăn chị ba bệnh đó. Ăn này gì ra bệnh đó lắm á.
Có nước không? Đây con lấy nước. Nước trong đó đó. Nước đại trong đó kìa. Hết đâu rồi, tôi sắp rồi. Đây kìa. Nước mà ba không chảy rồi hả? À, không chảy đâu cậu ơi. Ok. Nước ở trong cái lưu. Cào rửa bắp muối chú Quẩy ơi. Có nước chưa cậu? Có rồi. Bơm đây. Bơm nước đây. Bà ba vô đây ngồi nè bà ba. Ừ. Củi chị sợ là bà ba củi bự bà ba trẻ không nổi, nhưng mà người ta bán củi cũng nhỏ nhỏ nè chú Quẩy. Sao có bự đâu. Chụm được. Chụm được chứ. Dạ, chụm được. Trời ơi. Trời ơi. Nước ngoài lâu quá cậu tôi. Đây có gì em ơi. Ừ. Lấy dừa đây. Rồi bà ba ngồi quay mặt xem đi, cho em ngồi quay mặt ha. Có cái hộp quẹt. Con nói bà ba nghe nè. Có tiền bà ba không mua gì ăn. Bà ba ngồi ngồi xây mặt ra đây cho chú Hai quay thấy bà ba đúng rồi đó. Sao bà ba có tiền không mua gì ăn mà ăn muối ớt? Mua. Đâu có, ăn hết rồi. Sáng mai mua chưa mua kịp. Chưa mua kịp hả? Ừ. Rồi có tiền nè trong quá túi. Cái dầu bà ba dầu ăn cưa chú Quẩy ơi. Vô lấy hột vẹt vậy mẹ. Cho cậu có hột vẹt. Rửa thêm nước nữa. Rửa bắp muối nữa chị ơi. Bắp muối nữa bà ba. Nhà bà ba ở dưới bếp mà còn hầm thứ mồ hôi không à? Ừ. Rồi cuộc bà sống bà ba hồi đó giờ làm sao, kể lại cho con nghe, cho ông bà cô chú nghe đi bà ba. Cuộc sống hồi đó tới giờ. Dạ. Rồi có chồng có vợ rồi, có con có cái rồi, nuôi con nuôi cái rồi. Bây giờ ông chết rồi, ông bỏ rồi. Nuôi. Giờ nó đi hết rồi. Giờ con nó cũng không có gì à. Chứ con nó cũng không có gì à. Hôm mà cậu qua đây tới giờ nó không có điện, có gì hết. Bà ba không có, có số liên lạc của những cô chú đó không? Hả? Bà ba có số liên lạc của con bà ba không? Không. Chỉ có thầy điện thoại không? Hả? Chỉ có thầy điện thoại không? Không biết, không có xài hay gì. Bỏ muối vô bóp đó cậu ba. Để tôi lộn nữa. Rồi ở trong xóm bà ba không có nhờ ai gọi được con bà ba về sao? Hả? Rồi trong xóm bà ba không có gọi được nhờ con bà ba về sao? Đâu biết điện đâu. Con hỏi bà ba nha. À. Những lúc bà ba không khỏe rồi cơm nước làm sao? Nấu ơn. Trời ơi. Nấu ơn rồi về cậu ơi. À, mà không khỏe thì ráng nấu ăn chứ làm sao giờ có ai đâu nấu cho mình đâu. Muối đâu chị ba? Muối trong cái thùng đó. Không có mẻ mà chị. Không, mấy cái kia kìa. Đầy quá. Là muối đó chú. Cái kia. Nè, muối nè. Muối đó, muối bột hay gì á. Muối đó được rồi. Là không khỏe bà ba cũng gắng nấu ăn vậy đó. Gắng nấu ăn. Sớm mời cũng bận thần trong mình rồi gắng dậy đó rồi nấu cơm, nấu nồi điện đó. Dạ. Nấu nồi điện. Chú Quẩy chắc làm đồ ăn ngon thôi mà. Ừ. Không biết không làm. Chú Quẩy làm chuyên nghiệp quá. Chú Quẩy có ghế nè chú Quẩy. Ghế này chú ngồi đi cho khỏe. Bưng đi ra ngoài đổ thêm chút nước nữa. Rồi con ra ngoài rửa. Con bà ba có người nào khá khá đồ không? Hả? Ôi, nó nghèo muốn chết. Nó nhỏ cái bên đó. Nhỏ cái bên đó. Nó ở gần đó mà nó không có qua gì. Nó không có qua. Đau bệnh gì làm đi, nó không có qua.
Còn những người kia thì đi xa hết. Đi mấy người kia đi xa hết. Chứ ở đó chứ nó không có. Đôi khi con suy nghĩ vậy nè, nhiều ông bà cô chú cũng hỏi con. Ừ. Không biết tại sao một cái lý do mà con và ba lại đi mãi không về. Chú cho con mượn cái thao con ốp thịt luôn. Mấy cái thao nhỏ đó. Dạ. Đâu qua chưa ống được á. Ừ. Ừ. Tỏi bà ba đâu bà ba ơi? Tỏi đây nè. Ừ. Ừ. Giờ là mỗi ngày là phải tự cái luộc cho sạch nghe. Hả? Luộc trước hay gì? Luộc dịch trước hay gì? Dạ con đang luộc á. Con lo bể nè, có cây gạch sao nữa kìa. Nè nè nè. Coi lấy con đồ đũa đi chú Bảy. Lo bể cây gạch sao nữa kìa. Cái này lò này bà ba cũng kỳ ngành nè. Ừ, lứt sao táo gớt là bên cây gạch rồi đó. Nãy giờ chú Bảy ướp cho bà ba nè. Nãy giờ con mắt nghe điện thoại. Dạ. Nhiêu đây bà ba ăn được lâu không? 3-4 ngày. Trời ơi, 4 ngày sao hết bà ba? 3-4 ngày. Ký thịt á. Này cả tuần á. Tại có trứng nữa mà, có 10 cái trứng nữa. Ờ, có đó ăn còn 10 bữa. Bà ba có thường mua thịt ăn không? Ít á. Ít lắm ha. Ừ. Thường thường là bà ba ăn cơm với, không nói với con là cá kho hả? Cá kho. Dạ. Ăn cá kho. Rồi bà ba mần cá thì sao? Mà nó tay mần kho vô. Bà ba thấy rõ không? Thấy à. Mua con cá còn rộng kìa. Dạ, trời ơi, có cá rộng sao quan muối tiêu muối ớt. Sắp mơ giờ biến mần. Hơi bệnh trong mình. Bệnh muốn bệnh rồi. Không có khỏe ha. Khỏe, bà không khỏe mà không mần cái gì. Ừ. Là có cá chứ không phải không có mà mần không có nổi. Mần không nổi. Rồi ăn với muối ớt. Trời. Ăn năm vậy à. Bà ba không lúc mua không mượn người ta làm. Ôi, mượn ai giờ? Cái người bán cá người ta làm cho mình mà. Đây không có làm. Không có làm hả chú? Không có làm. Ngoài chợ anh có làm, đây không có làm. À. Ba cái bán bổng nó đi rồi. Dạ. Ngoài chợ thì có thớt, nó lên. Ăn dưa hấu, với muối ớt, chấm chút vậy đó rồi ăn. Cho nó dễ lột. Bỏ lên đâu ba. Bỏ miếng muối vô cho ngồi dễ lột, vỏ bà ba ơi. Rồi. Hồi đó giờ con hỏi bà ba nha. Con bà ba có kho thịt như bà ba không? Con nó có kho không hả? Dạ. Không. Mấy chục năm luôn. Ừ. Con kho ơn ăn không? À, bà ở vậy hồi nào giờ? Ừ. Rồi lúc hồi con bà ba còn ở chung bà ba có lo kho cho bà ba không? Đó, hồi trong lúc ở chung á, tôi kho cho nó ăn á. À. Giờ nó đi hết rồi tôi kho ơn không? Dạ. Tôi ở mình ơn nó mấy chục năm rồi. 80-90 năm rồi. Dạ. Ở mình nên không à, không có con đứa nào ở đây trong... lâu, anh nên lâu lắm rồi. Ở mình nên 30-40 của nhau. Mấy năm trước có nhà thì đỡ ở nhà trước một nghèo hơn, mấy lần trước không với bà sống còn nghèo có nhà nghèo hơn này nữa. Hồi trước là nhà tệ lắm không bà? Ừ, nhà cũng nhà lá không à, không có là không có nhà tường gì trơn á. Ông đi, ông ở dưới đó rồi, ông đi, ông theo vợ nhỏ rồi, ông bỏ đi. Trời ơi, bữa hổm câu chuyện đó đâu có hả chú Bảy? Không có, bà không hỏi, chị không nói, mình không biết. Chứ ông có đi, ông đi dơ dữ lắm đó. Là ông ba là... Ông bỏ, ông đi theo vợ nhỏ, ông bỏ mẹ con tôi ở dưới. Tôi ở dưới, ở cũng ở đầu người ta, ở đầu không à. Ở lúc ở với ông, mới thận. Rồi... Rồi có đất, có điền, rồi sang bán, rồi ăn hết. Rồi giờ ổng đi theo vợ nhỏ, rồi tôi ở với con tôi, rồi giờ con nó lớn hết rồi. Nó đi. Ở đây rồi tôi cũng ở mình nên tôi à. Bà ba biết nguyên nhân gì sao con bà ba không về mấy năm nay không? Không, nó nghèo quá, nó không về. Nhưng dù sao ngày Tết cũng phải về chứ. Mà Tết nó không có về à. Tết năm nay 2-3 năm rồi đó. Nhưng mà trong 10 người con cũng phải có 1-2 người về. 10 người không về, ai về hả bà ba? Không. Trời ơi,
ở gần đây nó còn không qua tôi được. Nó thiệt với cậu ạ. Nó muốn qua. Tôi đau chết sống gì. Cái mơ vợ muốn bệnh rồi không có bằng cá kho. Rồi đâm mẹ nó về ăn rồi cho nó no bụng rồi thôi. No gì ăn gì mà no gì. Nhưng mà ba ăn muối thì sao được. Bà ba ăn muối mà ba bị bệnh đó rồi ăn không có. Không có nữa. Không có sức khỏe với lại muối con mấy chú là nó mặn rồi cái lên huyết áp nữa. Ăn sắc miếng dưa hấu rồi ăn rồi. Rồi ăn hết chén cơm rồi thôi rồi. Gắp chưa dính chú quậy rồi. Dì ba ơi, lớn tuổi rồi đừng ăn dưa hấu nhiều bị đường. Không tốt. Mấy cái ngọt ngọt quá vậy chị thấy nhờ con kêu con hổng mua mấy trái cây cho bà ba. Ngoan sợ mấy trái ngọt quá rồi bà bị đường đó. Bữa nay con đem bà ba hai chai thuốc tiểu đường. Vậy đó hả? Của ông thầy đó hay lắm. Ngày hôm qua thuốc, con mới biết được ông. Bữa hổng cậu đem về đó. Dạ. Tôi uống hết rồi. Uống hết rồi. Uống thấy sao bà ba? Uống hết một gói ngày ngày đó. Mà thấy trong mình sao? Thấy trong mình thì nó cũng khỏe khỏe gì thôi. Dạ. Anh già rồi. Bệnh lớn tuổi quá chú Bảy ha. Dạ. Cái nó cái kiệt sức cả kiệt sức chứ đâu có kiệt sức có gì đó nổi. Nó kiệt sức rồi lên đúng nổi. Kiệt nữa, tuổi 80 tám mấy rồi nó lại xuống không rồi. Con xin lỗi giống như cây khô à. Ừ. Giờ tưới nước bón phân để duy trì cái sự sống cho cây thôi chứ nó tốt mà ra trái như ngày trước nữa thì không có nữa. Đâu đúng không bà ba, con xin lỗi nó con đó nha. Không có đâu. Bây muốn giờ khỏe như tụi con thì bà ba đâu khỏe được đâu. Đâu khỏe được đâu. Trời cái cây đủ muốn đá khỏe đá như đá hồi đó vậy đâu có được. Dạ. Bây giờ ngày xuống không à. Đúng rồi. Chú chạy qua, chú đi qua đây là chú có ghé hả? Sao gấp hoài nó không dính chú quậy? Chưa chín mẹ ơi. Chưa chín hả? Lâu quá trời vậy. Ngọn để nực chết luôn. Bà ba mỗi ngày là mỗi nấu đây đó hả? Nấu đây à. Dạ. Yeah. Giặt đồ này giặt ở ngoài đó. Giặt ngoài đó đó. Dạ. Đồ phơi ngoài đó. Dạ. Chứ đâu có đi xa được. Dạ. Không có đi xa. Giặt đó rồi đem lên đó thôi. Không có đi xa. Dạ. Yeah. Có lỡ chích nước rồi lết ra đó tắm. Sách nước ơn rồi tắm ơn à. Dạ. Cái lục con lục chóc được rồi chút khô không chín rồi. Cái này lục con chưa nó chưa chín không đó. Mày gấp cái kích chưa? Nãy giờ con gấp sao nó không dính nè. Chúng ta lấy thao vô cái nó đổ vô lột. Lấy hai cái nồi vẽ nhắc chút. Dính rồi. Nhắc ra nhắc ra. Đây, chính này, chính này. Thầy cô chú anh chị, học dịch thì phải chú Bảy néo cho chú Hai là phải gấp về là chính nè chú cô chú anh chị. Cậu bà cậu Tư đi đâu lấy gì? Bà ba kho vô cái nồi nào? Nồi này nè. Nồi này ha. Cái nồi về cái đồ nhắc đâu bà ba? Nhắc hai cái đó ra cậu. Ồ nóng ạ. Đổ đây chút lột nghe ơi. Hai trái dừa chú đây hả? Đâu phải nó kìa. Lấy cái giá móc xuống gọc rồi. Để em nè. Chị phỏng là chị bà phỏng chị ạ. Không có đâu. Cái này nãy chú ướp nước màu rồi hả? Rồi. Vậy là con khỏi gần ấy không đổ nước dừa kho được rồi. Thấy bà tỏi không? Đưa tao tỏi chứ đâu. Dầu ăn không có dầu ăn nữa à? Có, dầu ăn không có gửi đây mà. Có chai dầu ăn á. Con không con gửi vô ba đầy đủ hết trơn. Nè, chưa có ăn ở đó hả? Chưa. Có cái chai kia còn hả? Đây. Anh có cái chai kia còn hả cậu? Chai nào quá? Kìa lấy cái chai dầu ăn nó đưa cho tao đây. Có chai. Trời ơi, ngồi ba không? Tới mấy chai dầu ăn luôn đó chú Bảy ơi. Tao mua con chai đó ăn chưa hết rồi cho con chai đó gì hổm gửi con chai đó. Rồi sao không đổ ra ngoài? Trời ơi, còn mua gì đó. Bữa nay con kho bà ba ăn nữa nhớ con nghe.
Nhớ con nhớ, tên, nhớ cậu á. Nhớ con tên gì mà ba về nhớ không? Đâu biết tên. Nhớ con rồi chứ không biết con tên gì hả? Đâu biết tên. Quăng mấy trái dừa ra ngoài không à? Chặt nước chưa? Châm vô cậu ơi. Nóng chết luôn rồi chú Hai. Trong đây sao bà ba chịu nổi? Hả? Ngồi nấu sao? Nấu rồi, thì mình đi ra rồi. Nấu rồi đi ra hả? Để con ghé con để nước dừa rồi vô cho rồi bỏ lửa đây con bà ba đi lên. Bà ba ơi, củi này bà ba chụm kỹ lưỡng á. Để thôi nó bắt qua đây là nó bén lửa qua là nguy hiểm lắm đó. Trời, nó cháy nhà nữa. Dạ. Em đã có thao để tao chặt lỗ cho nó. Chú Bảy ở nhà làm răng hả? Thím làm chú? Khi chú làm, bà không biết là tao làm. Hàng chi? Chú Bảy làm chuyên nghiệp. Cái đũa con đâu rồi? Săn thịt rồi đó. Chiều nay ăn cơm ngon ngon nghe bà ba. Chiều nay ăn thịt cậu kho đó. Ăn thịt cậu kho? Ăn thịt cậu. Của chị Thí mua? Thôi chị mua, chị gửi chị cho. Ít nước chú ơi. Hả? Ít chú. Chặt nước ngọt hơn rửa con lục ngọt chứ không mày? Chặt trái rửa ngọt chứ không? Nước lạnh hả chú? Hơn miếng nước lạnh. Ta bỏ cái xôi thả đâu cho. Rút đường, rút đường vô rỗng. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, chú Bảy ông lục chuyên nghiệp luôn cô chú anh chị. Hả là nãy con để là khi mình lột mình lấy trứng vịt là mình để muối dễ lột hoặc là trứng vịt mới nó dễ lột hả chú Bảy ha? Đúng rồi, nó hơi dọc vỏ. Dạ. Củ dễ lột. Củ dễ lột. Nhưng mà thường là con nhớ là chị ba để em lột đó, chị ba làm kỹ để em lột đó. Rồi, lột đi. Bữa nay có chú Bảy nè, chú Hai nè, con nè. Rồi con nguyên là thịt cho bà ba. Rồi ngồi lên về chú Hai lên gì? Dạ. Cậu thứ mấy? Con tên Nghĩa. Nghĩa à? Rồi hồi lên mấy chú cháu còn xúm nhau dọn cái mụn mền cho bà ba nữa. Dăng lại mụn mới luôn. Trời ơi, không dài á, muốn giặt mà giặt không nổi. Bữa nay thay mùng mới rồi khỏi giặt. Rồi. Tết hay giặt? Tết kêu con xuống. Rồi. Kêu cậu xuống hả? Kêu xuống. Rồi. Hôm nay chú Hai gần đây nè. Ừ. Chú Hai, chú Bảy nè. Ừ. Thỉnh thoảng chú Hai lại đây quay thăm bà ba. Rồi con lột chậm hơn. Cái này con chạy xuống gì? Rồi. Cậu ở gần đây hả? À? Dạ con ở chạy trà cú. Vậy đó hả? À? Dạ. Con và cha mẹ con mất hết trơn rồi. Tôi biết nào nào. Con thương lắm. Tôi biết khi nào rơi lên tới cậu. Dạ. Bữa nào con rước bà lên trên con nghe. Dì lên con nghe. Giờ con chở bà ba đi lên thành phố thăm con bà ba. Không. Biết. Tôi biết đường chưa ba? Biết đường nó ở đâu không? Nó ở trên Bình Dương á. Bình Dương, Bình Dương nó lớn mà chưa biết chỗ nó địa chỉ nó ở không á. Không biết hả? Đâu biết. Có biết nó ở chỗ nào. Rồi sau khi con nhắc tới bà ba đi thăm con bà ba từ chối liền vậy? Sao vậy? Rồi. Biết đường đâu đi. Giờ biết đường đi bà ba đi không? Thôi cũng không. Đi gì nổi. Đi xe đi nổi, đi nổi. Đi xe chết luôn bên xe. Dì ba lên con được không? Ừ. Được không? Ừ. Đi lên cái trên con được không? Đi lên trà cứu à? Dạ. Trà cứu thì nó gần. Dạ. Vô đó rồi đốt nhang ông chùa ông Phật nổi. Rồi. Cái chùa đốt nhang rồi về nhà con. Ừ. Dễ lột hả chú vậy? Này cũng dễ lột không à? Trứng này nó trộn rồi nè mẹ ơi. Nó trộn rồi nè.
Rồi chứ cái cũ cái mới. Ừ. Mấy người gái ác lắm. Vậy mới có lời chú. Hả? Bán cuộn hết rồi trộn vô. Nó trộn cái bự cái nhỏ. Tay không rồi nó sụi hai ngón nè. Lâu chưa bà ba? Mới đây à. Hồi con chúng rồi bị chưa? Chưa. Mới bị rồi. Ba bốn bữa gài nè. Rồi sao bà ba nắm lại được không? Cầm đũa đâu được. Rồi ba ăn sao? Thì gấp mẹ đó ăn gì đó. Cầm vô rồi gấp ra ăn. Thế không rồi nó muốn sụi rồi nó sụi nè. Cái đó gì ba đừng có ăn mặn nữa nha. Hả? Nó triệu chứng tai biến á. Vậy đó hả? Dạ. Khi là nó liệt dạ, bên là tay dạ. Dò gì đó là nó có một cái triệu chứng á. Ừ. Mình có ăn mặn nữa. Ăn lạc lạc lạc. Thôi nước uống là lấy cái đó là đổ nữa cho nó thịt thấy không chứ ba? Ừ. Đây lấy cái bình á cậu Trí. Lấy cái ca hay cái gì đó. Cái ca này canh, cái ca đựng nước hay gì đó ba? Ừ, ca đựng nước. Đổ vô đi. Cái ca đựng nước là nghĩa là ừ, nước ngọt đó. Nước bình đó. Đó. Rồi tao đi rửa này tao do mày nêm cái nghĩa. Bà ba nêm. Mày nêm đi. Nêm đi. Rồi giờ để cái này kêu đây nghe bà ba. Ừ. Rồi cái đầu con bà lên tiếp tục dọn đồ mới. Đồ mới. Rồi khoe những cái đồ này kia cho. Ừ. Của cô chú gửi cho bà ba đó. Ừ. Cho bà ba em mừng. Ừ. Trời ơi, này cũng cô chú anh chị, ngồi đó muốn chết luôn. Chết đó. Thế á. Đẩy vô. Cái còn rửa tay nữa. Cái nước à. Giờ ba cho xả gì đó. Lên đây rồi bà ba. Hả? Đây ngồi đây chị ơi. Trời ơi, mệt không chú Bảy? Mệt cái mày. Đâu rồi trời. Trong bếp bà quá cô chú anh chị nên nó chật nó nhỏ. Nhà này nhà to. Mà ngay cái bếp lửa nữa. Thật lòng nói cô chú anh chị, đây có chú Bảy, chú Hai. Nhà bà quá mà ngồi đây là mồ hôi nó chảy ra luôn cô chú anh chị. Nực. Có về rồi sẵn rồi. Chút còn nhâm bụng quá. Cái gói nào mà qua? Hai gói. Hai gói. Bữa nay tha cho đồ mới. Cái mền. Với cái mùng. Bây giờ để con trao quà xong ha. Rồi. Rồi cái con vô con văn cho bà ba. Ừ. Cái này là của chị Thí nha bà ba. Cô Thí. À. Ừ. Với lại là con mua, chị Thí nhờ con mua bà ba một hộp bánh để ăn đỡ buồn miệng nè. Ừ. Với này nho. Ừ. Ừ. Tại vì sợ bà ba bị đường đó nè nho. Ừ. Nãy con mua 50.000 nho bà ba đó, 2 chùm. Ừ. Để dành bà ba ăn nha. Ừ. Bà ba có cúng gì không? Có cúng chỗ nào không? Với nãy chị Thí nhận mua một chiếc chiếu nữa nè. Ừ. Với cái nồi thịt ở dưới đó. Ừ. Với cái máy quạt này luôn. Ừ. Cái này cái gì? Ừ. Cái này thì đầu tiên con xin gửi bà ba là món quà của cô Kim Lan ở bên nước Mỹ á. Ừ. Gửi tặng bà ba hai cái áo lạnh. Thôi khoe thôi, đừng bận giờ này nực quá rồi. Tối nha bạn. Ừ, tối rồi. Đó. Ừ, bận đẹp. Bà ba nhìn thấy đẹp không? Đẹp. Hai cái. À. Hai cái của cô Kim Lan ở bên nước Mỹ nha. Ừ. À, con xin phép con gửi bà ba về phần tiền á. Thì cụ bà Văn Thánh gửi cho bà ba là 500.000.
Của cụ bà Văn Thánh. Cụ bà Văn Thánh. Văn Thánh. Anh Sơn Thái Nguyên ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng bà ba 200.000. Một cô giấu tên ở California bên nước Mỹ gửi tặng bà ba 2.500.000. 500, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Dạ, còn phần tiền bên chị Thí á, thì trong đó 3 triệu là con mua đồ hết 900.000. Gồm có cái quạt 280.000, hai cái gối là 90.000. Một cái mùng là 110.000, một cái mền là 105.000, một chiếc chiếu 120.000, con mua thịt là 65.000, trứng với 4 trái dừa là 40.000, một hộp bánh này là 40.000, với nho 50.000, là tổng cộng cái phần mua này kia là 900.000, thì của chị 3 triệu, còn lại là 2.100.000, con xin phép con gửi vào ba nha, 500, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu, 2 triệu mốt, với 900 nữa là 3 triệu là phần của chị Thí. Rồi bà ba gửi lời cảm ơn quý mạnh thường quân đi. Ngồi được rồi bà. Cảm ơn. Nói sao trời. Bà ba muốn cảm ơn sao cũng được. Cảm ơn trong lòng bà ba. Dì Thí cho mà tiền bạc cho gì đó, gì mang ơn không biết bao nhiêu nói. Cảm ơn chị Thí. Cảm ơn quý mạnh thường quân có cô giấu tên có... Trời. Cảm ơn quý mạnh thường quân. Cảm ơn quý mạnh thường quân. Dạ. Gửi tiền tôi ngày hôm nay tôi chúc sao đó bà ba chúc đi. Đó. Chúc quý mạnh thường quân sao đó. Nó không được. Nó không được con để con thay lòng lời nói anh là chú bảy thay mặt nói chú bảy. Cũng cảm ơn cộng mà Mạnh Thường Quân gửi cho chị ba là số tiền và chúc cộng đồng mà Mạnh Thường Quân mạnh dạn để đi mà đi hỗ trợ người nghèo gặp khó khăn nữa. Gặp khó khăn hơi nhiều họ còn đây còn nhiều lắm Mạnh Thường Quân ơi, tôi thấy còn phát hiện mấy hậu nữa nhưng mà chưa nhận tới đâu. Dạ dạ. Từ từ nó mới tới chứ giờ mình nó đi ngọc cũng được. Dạ, cũng như không gà là chú Bảy đi cũng gặp mấy bà con cũng còn khổ nữa. Không để tôi đi ta thăm cái kia tao coi kỹ lại coi sao cái rồi tôi mấy cho nghĩa là nó hay nó lên nó quay. Dạ. Chứ bây giờ mình đi nó ra lên không còn mình không có biết gì chân cái lên làm cũng không được cái gì. Dạ, đúng rồi chú. Rồi. Với lại con hỏi chú nè, hôm bữa con hỏi bà ba nha. Hôm bữa số tiền con gửi bà ba cũng rất là lớn. Bà ba có gửi không? Gửi rồi. Tôi ngay bữa đó tôi cũng có lại động viên chỉ chỉ đi gửi rồi cộng đồng mà thường quân quan tâm tôi cũng gửi tôi lấy tôi chạy tôi dẫn chị vô rồi hai triệu thì không có nói tên được gửi rồi như là gửi rồi khi nào cần thì lại đó mình lấy thôi lấy đó chạy tại vì xưa xin thưa quý ông bà cô chú anh chị khi mà bà ba sống một mình bà ba lại lớn tuổi rồi có một cái số tiền lớn trong nhà thì ông bà cô chú anh chị cũng lo khi bà ba ngủ con đêm hôm đó với sợ là người ta vô lấy hết tiền bà ba không có tiền xài nhưng hôm nay nghe chú Bảy có dắt bà ba đi gửi rồi thì con cũng mừng mừng điều đó bây giờ cất tiền vô túi gài kim tay lại đi vô văn mùng mở kim tay ra đây văn mùng để đó tối mới ngủ văn mùng tối gài kim tay lại chú Bảy gài cái kỹ là chốc rồi rồi xong video chú Bảy dắt đi gửi nữa mời mai chiều tôi dắt đi gửi rồi đi vô trong bụng chú ơi đây vô mở bụng ôi trời có ai nãy cho xài mà bán nữa nè à xin kem dầu tại em dầu chú hả em có chú hả em dầu em dầu giờ dọn cái này ra cái chú ơi bà ba phải có cái dao lên cái này bà ba dẹp mấy này lên đâu đâu mà đây được không được do bổ bà đó dùng tôi bà để đó đó hả cái chị máy tối nghe ha tối nghe đó bà ba thích không thích hả bà ba thích, thích cái ta hát 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 hoài á hát hoài ha ơi trời ơi lấy cái dao ơi lấy cái dao nhỏ để con lấy dao cho rồi sao bà ba cột chi vậy cột đựng cho nó vụt ra rồi cô chú anh chị thì sao mở cái mụn
Bà ba, sao bà ba giá này chứ vậy? Giá là ngủ. Gắt cái gì? Gắt là giá đó hả? Ừ. Rồi giá bên đây. Ừ. Rồi bà ba cột đây. Cột. À, ở dưới đây là có nhiều lớp chiếu luôn cô chú anh chị. À, có nghĩa là cái chiếu nào một gắt cái bà ba chứ chồng lên vậy đó. Ừ. Bây giờ bà ba cũng muốn mình chồng lên nữa. Trời, cho ông đại đi. Ngủ. Thì có nó mới thôi hả bà ba ha? Ừ. Vắng mụn mới vậy. Cắt cái mụn đó, thay mụn mới. Bỏ mụn. Mở. Để mở làm cái gì? Cái này bị cháy à. Cái đằng chung vậy, cái đằng chung. Được chưa chút? Rồi. Rồi. Mở mụn mà ba nghe. Ừ, mở cậu ơi. Cái mụn là mụn hồi xưa nè chú Bảy. Ừ, mụn xưa. The hồi xưa. Mụn này lâu chưa bà ba? Trời ơi, lâu lắm rồi. 10 năm chưa bà gì đó. Thì có con cái ngủ hoài vậy đó. Có con cái ngủ hoài vậy đó ha. Ừ. Mở chú Bảy giữ vậy hả chú Bảy? Này lâu lắm rồi. Ừ. Có cái. Bữa nay mua mụn lưới cho bà ba nè. Ừ rồi. Cũng mụn này lâu lắm rồi. Có thơm không cắt dây rồi, nghĩa là xếp thiếu dây nghĩa rồi. Ủa? Có dây chưa? Dây nè cậu trời ơi. Cái dây này nè. Hả? Chứ giờ còn mấy con dây cắt trước một đầu đi. Hai đầu này gọn như mình tính bên kia. Đây nè, cái đó dân nữa không? Rồi cắt cái này nè. Dân qua cái cột đó cậu. Anh coi gây cửa mùng chưa? Cửa không? Biết đâu coi coi. Cái gì coi cửa đó. Không có rồi. Bên đây chú. Dầm được chưa chú Hai ơi? Ở đó được rồi. Tới chưa? Cái đó được rồi. Được rồi. Một ba ha. Một ba dầm có hàng con nha. Ừ ừ. Để cái mụn này nó cao quá. Mình mới vậy cao thôi. Nó không đủ dây không? Dạ đủ rồi. Hầm dữ lắm. Rồi, vừa hai chú Bảy ha. Ờ, vừa. Đẹp quá đó chị Ba ơi. Ừ. Rồi. Gói rồi. Đem gói qua. Cái màn nữa. Màn để con mở ra cho bà ba nha. Ừ. Đó, bếp ra hay uống mụn mấy ạ. Cái máy nghe kinh với chai nhìn thuốc nhỏ mắt để lại cho bà ba đây nha. Ừ. Đêm nào cũng nghe hết á. Bà lên ngồi cảm giác cái vừa cái chiếu mới cái mùng mới làm sao cho con biết đi cho mời cô chú biết. Làm sao bà ba? Hả? Chú Hai qua đây quay nè chú Hai. Làm sao bà ba thấy làm sao? Thấy khỏe. Khỏe hả? Thấy mùng mới rồi chiếu mới rồi khỏe. Đó còn vô mà quạt cái mặt chú ha, phải vô quạt cái mát chú ha. Hả? Phải vô quạt cái mát chú ha. Thôi. Để đó đi. Để đó đi không sao đâu. Để đi. Ê, má ơi.
Cậu muốn quạt quạt. Ý em mới lại đây chú để quạt cho bà đại đi chú. Ừ. Là cũng mừng. Ừ, mừng. Tính giặt cái mùng mà giặt không nổi. Giặt không nổi. Bữa nay có thằng Nghĩa nó đem quà của mấy anh chị bên nước ngoài của nó xuống. Trời ơi. Cái nó gửi Nghĩa cho được cái mùng mới. Ừ. Mua chiếu mới, mua mền mới. Dạ. Mua chiếu mới, mua mền mới. Cho Nghĩa. Có quạt gió mới nữa. Ừ, có quạt gió mới luôn. Ừ. À, vậy người ngủ chưa bà sao ngủ? Ừ, đâu có ngủ nữa ở ngoài giống. Rồi bà ba cảm giác cái quạt làm sao? Ơi, quạt nó khỏe. Chưa quạt nha, chưa là có đắng quạt mát nha. Quạt nó khỏe. Quạt khỏe. Hồi nào giờ không có quạt. Dạ. Hồi nào giờ không có quạt. Không có tiền mua hay gì ba? Không có tiền mua. Nào giờ không có tiền mua quạt. À, không có mua quạt. Cái máy quạt này tăng đưa lên xuống được để hồi con chỉ cho bà ba. Ừ. Lên, tại vì cái này cỡ này mình quạt vừa vừa cái giặt mình ngủ rồi nè. Ừ. Dạ. Cái này cao vừa rồi. Dạ. Nãy con quên con gửi cho bà ba hai chai thuốc này con chỉ cho bà ba uống nè. Hai chai thuốc chị nhất với tiểu đường. Vậy đó hả? Của ông cái phòng thuốc Nam Phước Điền á. Ừ. Ông thầy này ông chị người ta hết nhiều lắm rồi. Ừ. Ông gửi bà ba uống ừ, lần chừng một muỗng ăn canh vậy đó. Ừ. Ngày uống ba lần. Dài hộp kệ hộp kìa. Dạ dạ. Uống dài. Cái này là hộp, mấy cái cây thuốc Nam không à? Ừ. Dạ. Này thuốc Nam không nghe. Dạ. Con ừ, có tới cơ sở rồi, con ừ, có quay video rồi mà chưa ừ, có đăng. Ừ. Dạ, rồi ba uống đi gần chừng ừ, nào hết rồi điện thoại con. Ừ. Dạ. Ừ. Hôm nay con xuống con thăm bà ba. Trước là con xin chúc bà ba nhiều sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc bà ba nha. Con cũng xin thay mặt bà ba chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương ngày hôm nay đến bà ba. Con xin kính chúc ông bà, cô chú, anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc à. Nguyện cầu ơn trên ban bố phước lành, ông bà, cô chú luôn bình yên, hạnh phúc bên gia đình à. Chú Bảy, con cảm ơn chú Bảy nhiều nha. Chú Bảy dẫn con tới đây để con biết được hoàn cảnh bà ba, con ghi lên kênh con để ông bà cô chú biết để bà ba có được những yêu thương ngày hôm nay. Con chúc chú nhiều sức khỏe. Rồi con chúc hai chồng người đáp bạn phát tài nha. Dạ, cảm ơn chú. Rồi thỉnh thoảng có cô ông bà cô chú gửi yêu thương con sẽ quay lại con thăm bà ba. Rồi. Còn ở dưới đây thì có thể là chú Hai sẽ tới lui thăm bà ba nhiều nha. Rồi. Dạ Nghĩa chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video đến thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Nghĩa xin gửi lời chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.